Xin chào các bạn đến với cái video tư duy để làm giàu. Mình muốn chia sẻ về một cái bí quyết để làm giàu. Đôi khi chúng ta chỉ miệt mài chăm chỉ chưa chắc sẽ trở nên giàu có. Trước đây mình đi học marketing ấy, thì bắt đầu cái buổi học, cái câu insight ấy, cái câu insight của cả bài học của ngày hôm đấy ấy, đó là nếu như là việc chăm chỉ giúp chúng ta giàu có hơn thì loài trâu sẽ giàu có hơn chúng ta. Thì con trâu sẽ giàu có hơn chúng ta. Nếu nó chỉ biết cắm mặt vào làm thôi thì loài trâu là loài chăm chỉ nhất thế gian này sẽ chăm chỉ hơn chúng ta. Nói chúng ta thường nói là tôi đi cày. Nói như vậy ý là nói về cái việc là ta làm việc rất là vất vả và nặng nhọc, rất là chăm chỉ, cái sức tức là work hard, đúng không? Nhưng mà ở đây mình nói các bạn này, chăm chỉ là việc cần thiết và không có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ qua sự chăm chỉ, mà ta bắt buộc phải làm việc chăm chỉ. Không ai lười biếng mà lại thành công cả. Thế nhưng chỉ biết cắm mặt vào làm thôi thì chúng ta sẽ trở nên ngu ngốc, tức gọi là ăn no vắc lặng thôi, hay là chỉ đâu đánh đấy như thiên lôi, không có cái sự phát triển nào ngoài việc cắm mặt vào thôi. Ở đây nó chia làm ba cái mức độ về cái tư duy chăm chỉ. Ví dụ như các bạn tư duy là ví dụ các bạn đi chạy xe ôm, các bạn cứ chạy thật chăm chỉ. Tôi nói với các bạn, một ngày có 24 tiếng, các bạn có thể ngủ 4 tiếng một ngày và các bạn làm việc 24 tiếng một giờ để chạy xe ôm. Ngày có 24 giờ đồng hồ, các bạn có thể ngủ 4 giờ thôi và các bạn chạy những 20 giờ. Tức là bạn chạy xe ôm 20 giờ một ngày và giờ nào cũng có khách, lúc nào cũng có khách và rất đông khách, thì ngày đó các bạn có thể kiếm cày kim chắc được 2 triệu đúng không ạ? Và ngày nào cũng làm như vậy thì sau một tháng bạn chết. Bởi vì là bạn không thể ấy. Bởi vì các bạn cày làm việc chăm chỉ mà mỗi ngày kiếm 2 triệu và sau một tháng kiếm được 60 triệu thì bạn nằm đúng là chết, nếu như công việc nó đều đều ổn định như vậy. Thì tức là có để có 60 triệu thì có tức là để có được 60 triệu thì bạn đánh đổi bằng sự chết. Ở đây mình muốn nói một câu chuyện vui như vậy thôi để các bạn hình dung ra được. Đó là chăm chỉ, nhưng mà ta phải chăm chỉ vào cái việc gì? Chăm chỉ vào cái việc gì? Đó là sự lựa chọn công việc để chăm chỉ. Ở đây chúng ta sẽ không phải là như loài trâu chỉ biết đi cày, chỉ biết đi cày. Ở đây chúng ta cứ lấy cái từ cày ra để nói về cái sự chăm chỉ, nhưng mà Lộc muốn nói các bạn này, có những việc mà ta cứ chăm chỉ hoài, chăm chỉ mãi không thể đi đến đâu được. Đôi khi Lộc nằm ở trên giường, Lộc nghĩ về cái tư duy, cái loại hình công việc, cái loại nghề nghiệp này chăm chỉ có dẫn đến thành công hay không, thì Lộc đã có những lần Lộc suy nghĩ là mình không nên làm điều hòa nữa, mình nên bỏ cái nghề điều hòa đi, không đi sửa chữa buôn bán điều hòa nữa. Bởi vì thực sự là cái nghề sửa chữa buôn bán điều hòa này con làm chăm chỉ cũng không thể giàu nhanh được, và cũng có thể là sẽ rất là nghèo, bởi vì bây giờ có hàng trăm người làm nó kỹ thuật lạnh, họ giỏi hơn mình rất là nhiều. Thế thì chăm chỉ trong một loại lĩnh vực nào đó mà nó phải có cái tầm, loại hình nào đó và cái tầm. Ví dụ như một thằng bán vé số chăm chỉ bán vé số một ngày thì nó chỉ kiếm được khoảng tầm 500.000-700.000, chứ không thể nào mà lại giống như một ông giáo sư, ông chăm chỉ ngồi nghiên cứu được. Hay là nói như vậy để các bạn chia sẻ, các bạn tức là chăm chỉ, nhưng mà chăm chỉ cho cái lĩnh vực nào, cho cái loại hình công việc nào. Đôi khi thì chúng ta phải cần một số tiền ngay, cần một số tiền gấp. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang không có điện thoại iPhone 6, đúng không? Chúng ta đang dùng cái điện thoại cùi bắp quá, cùi mía quá, chúng ta muốn mua cái điện thoại iPhone, hay là chúng ta không có sạc dự phòng, chúng ta phải cần một số tiền gấp để mua sạc dự phòng, chúng ta sẽ chăm chỉ làm, mua nhà, mua xe, mua cái gì đó, ta cần một số tiền cực kỳ gấp và chúng ta cố gắng làm, chăm chỉ làm, cày cuốc, làm chăm chỉ để chúng ta đạt được cái mục đích đó trong một thời gian ngắn. Thì Lộc khuyên các bạn là nên làm mà không cần phải suy nghĩ gì cả, cứ làm, chăm chỉ làm hết mọi cách để có trong thời gian ngắn để có được cái mà ao ước để nó ổn định cuộc sống đã. Nhưng mà khi mà các bạn ổn định cuộc sống rồi, ví dụ như bây giờ Lộc đã ổn định cuộc sống rồi, Lộc sẽ nghĩ là mình sẽ không làm điều hòa nữa, bởi vì bây giờ mình đang tưởng tượng với một ngày sau mình có xe 1 tỷ để đi, mình đang tưởng tượng là sau này mình có Audi hoặc có Mercedes để đi, mình đang tưởng tượng là sau này mình sẽ ở cái nhà 4-5 tầng ở một khu biệt thự, và lại nghĩ về việc là xách bình ga đi bơm ga cho điều hòa. Mình nghĩ rằng là mình có bơm 1.000 bình ga trong một năm thì không đủ tiền để ở trong căn biệt thự. Thế cho nên là chúng ta phải chăm chỉ trong các loại hình công việc khác, đúng không? Chăm chỉ loại công việc khác, và chúng ta sẽ chăm chỉ trong nhiều công việc khác nhau để tìm ra công việc nào sẽ đạt đến cái điều mà ta mong ước, đạt đến ước mơ của ta.
Thế còn chúng ta nói là ồ tôi làm cứ 8 triệu một tháng, 10 triệu một tháng, sau này về hưu có lương hưu. Thế là thôi, ok. Các bạn cứ chăm chỉ mà làm việc đó đi. Sau này các bạn về hưu các bạn sẽ có lương hưu, không sao cả. Và các bạn có 8 đến 10 triệu một tháng, đủ ăn, đủ sống. Hồi đi bệnh viện đã có bảo hiểm, đã có bảo trợ xã hội và đã có bảo hiểm y tế, không có sao cả. Các bạn có cái điều đó và các bạn sống như vậy nhàn nhã, không phải tư duy, không phải để làm giàu gì, và cái video này không dành cho bạn. Rồi đấy là cái tư duy thứ nhất về việc chăm chỉ. Tư duy thứ hai là chúng ta chăm chỉ nhưng mà chăm chỉ có sự sáng tạo, chăm chỉ có sự sáng tạo. Sáng tạo là điều vô cùng quan trọng và sáng tạo là việc làm của Thượng Đế, việc làm của Đức Chúa Trời, việc làm Chúa hữu, việc làm sáng tạo là việc vô cùng cần thiết. Bởi vì khi các bạn sáng tạo ra thì các bạn sẽ biết là những ai không sáng tạo được thì các bạn đã vượt trên người ta một cấp. Và thứ hai là các bạn sáng tạo được một cái gì đó thì chỉ bạn có cái đó thôi, chỉ bạn có cái đó thôi, người ta không có cái đó, và thị trường mà các bạn bán cái đó sẽ thuộc về riêng bạn, và các bạn có thể phân phối, trở thành nhà phân phối, nhà cung cấp và có thể nhà bán bản quyền sáng tạo. Đúng không? Sự sáng tạo sẽ giúp chúng ta nhanh đạt đến sự thành công hơn. Các bạn biết rồi, ví dụ chúng ta biết là ví dụ như ca sĩ Bích Phương ngày xưa hát cái dòng nhạc cứ trữ tình buồn ballad, nhưng cuối cùng vẫn phải rồi phải hát bài vẫn cuối cùng rồi phải hát đi đu đưa đi, đúng không? Đi đu đưa đi vẫn phải hát thôi, không hát, không thay đổi, không sáng tạo thì chăm chỉ sẽ là vô ích mà thôi. Bởi vì khách hàng các bạn sẽ nhàm chán, fan hâm mộ của bạn sẽ cảm thấy nhạt nhòa về những cái việc các bạn làm. Đôi khi họ muốn có gì đó mới nhưng các bạn chả làm được cái gì đó mới cả, cứ chỉ biết chăm chỉ làm ở cái cũ mà họ đã chán cái cũ rồi. Thì chúng ta phải có sự sáng tạo. Sáng tạo thứ nhất là các bạn sẽ vượt trên của cái người mà không sáng tạo được một cấp. Thứ hai là sáng tạo thì các bạn có cái sản phẩm đó chỉ riêng bạn có thôi. Sự sáng tạo nó là nói về một cái sản phẩm mà chỉ các bạn có. Nó ví dụ các bạn bán một cái tiểu thuyết nào đó và cái chuyện này rất nhiều người đọc, và chỉ các bạn, chỉ có bạn thôi, bạn cứ viết mãi cái tiểu thuyết đó cho khi nó kết thúc và các bạn bán cái tiểu thuyết đó. Đó là một sự sáng tạo, và các bạn hãy cố gắng nghiên cứu, chăm chỉ sáng tạo, đổi mới đi. Đấy là cái tư duy sáng tạo, đổi mới đi thì khách hàng mới tìm đến các bạn. Bạn biết là các bạn có sự tài năng hơn là chỉ là chăm chỉ. Người mà cứ chăm chỉ là người ta sẽ thấy là người đó không có tài năng lắm, chỉ biết chăm chỉ mà thôi. Rồi tiếp theo ta sẽ đến với cái tư duy chăm chỉ thứ ba, đó là cái mức độ này nó khá là siêu cường, đó là chăm chỉ để trở nên vĩ đại hơn. Thực ra thì mỗi một ngày chúng ta trôi qua, chúng ta đều học tập thêm, đều học tập và đều học tập, đều học tập. Đó. Thì chúng ta sẽ là giống như một người sau này sẽ có rất nhiều trí thức và trí tuệ, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta chỉ là giỏi hơn mỗi ngày. Chúng ta ví dụ như Lộc đã làm điều hòa được 5 năm rồi thì Lộc rất là giỏi trong lĩnh vực điều hòa này, và Lộc đã chăm chỉ làm và Lộc đã có một thành công nhất định trong cái công việc điều hòa này, đã rất là nhiều người tin tưởng vào cái tay nghề của mình, tức là mình đã giỏi hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái điều mà các bạn Lộc nói các bạn này, giỏi hơn là một điều rất bình thường, trải qua thời gian các bạn phải là giỏi hơn. Còn cái người mà trải qua thời gian không giỏi hơn thì là người đấy là người bất thường rồi, bất thường mới như vậy, không chịu làm ăn, không chịu chăm chỉ. Nhưng mà ý nào nói là giỏi hơn sau mỗi ngày là rất là bình thường, mà Lộc muốn các bạn này chăm chỉ để trở nên siêu cường hơn, chăm chỉ để trở nên siêu cường hơn. Với cái tư duy thứ nhất là loại hình công việc, tư duy thứ hai là sáng tạo, và tư duy thứ ba là siêu cường. Nếu như ta kết hợp được ba điều này, chúng ta sẽ trở nên cực kỳ vĩ đại và phi thường. Lộc nói các bạn, ví dụ các bạn là ao ước trở thành một, ví dụ các bạn tư duy để làm giàu và các bạn nói là sẽ làm diễn viên, sẽ làm diễn viên, đúng không? Diễn viên sẽ có một khoản thu nhập rất là cao và nổi tiếng, đúng không? Các bạn sẽ có nhiều cái cách để phát triển, và chắc chắn là sau khi các bạn thì các bạn và các bạn chăm chỉ học tập và rèn luyện mình để trở thành một người diễn viên, và đây là cái mà các bạn đang lao vào, đây là cái ước mơ của các bạn. Và khi các bạn đi diễn và các bạn đã có sự sáng tạo trong việc diễn, đã viết ra những kịch bản hay, đã sáng tạo những câu chuyện tốt đẹp và đã có những sự đặc biệt, cái cách diễn của bạn nó cũng khác lạ, hoặc là sự sáng tạo trong cái phong cách diễn hay là cái gì đó, và bạn trở thành một người diễn viên nổi tiếng, thì cái sự sáng tạo đã dẫn bạn đến một sự thành công. Nhưng mà Lộc muốn các bạn dẫn đến một sự siêu cường. Sự siêu cường nói về một con người đã mang sự chăm chỉ của mình để đánh đổ tất cả những cái điều mà người khác không thể tưởng tượng ra. Những gì mà người ta cho là không thể được, những gì mà quá được sức tưởng tượng người ta, những gì mà người ta đang nói là ô nó rất là hão huyền, mơ hão, không bao giờ đạt được, thì cái người siêu cường họ sẽ đạt được. Ví dụ các bạn ví dụ các bạn đã làm những
về diễn viên nổi tiếng như là Trường Giang, như anh Trường Giang hay như là Hoài Linh chẳng hạn, đúng không? Thế nhưng các bạn lúc này các bạn sẽ biết là mình đang trở nên giàu có và đang không muốn dừng lại sự giàu có đó, mà các bạn muốn trở nên siêu cường hơn, đúng không? Siêu cường hơn đó là các bạn sẽ làm nhiều công việc khác. Các bạn nói là tôi có nghề tay phải là diễn viên và sau đó tôi có một cái nghề làm quảng cáo là nghề tay trái, nhưng mà nó chưa phải là siêu cường. Siêu cường là các bạn đã trở nên, đang trở nên một người tuyệt vời với nhiều lĩnh vực, giỏi trong nhiều lĩnh vực. Có người đã nói với mình là sao cái gì mà anh biết, cái gì mà anh giỏi, cái gì mà anh cũng học ấy, học lắm ấy, giỏi một thứ thôi, giỏi nhiều thứ sẽ không trở nên giàu được đâu. Một nghề cái chín hơn chín nghề. Ngọc nói với họ rằng là ngày xưa thì một nghề cho chín thì sẽ giàu, nhưng ngày nay mà một nghề thì biết, chín nghề thì không thì chết. Chúng ta phải sống với một cái đời sống bây giờ là giỏi nhất một nghề và có chín nghề khác đi theo sau, cũng phải ở mức khá, không phải là ở mức không biết gì, phải chính cũng phải có chín cái nghề nữa đi theo sau và ở mức khá. Biết một nghề thật giỏi, biết một nghề thật sâu sắc cũng phải, nhưng cũng phải biết rất nhiều nghề khác. Các bạn đã từng gọi ông Donald Trump là tổng thống, đã từng gọi ông Donald Trump là tỷ phú, đã từng gọi ông Donald Trump là nhà kinh doanh, là nhà bất động sản, là nhà viết sách, là nhà diễn giả, là nhà khơi nguồn cảm hứng. Các bạn đã gọi ông Donald Trump với rất nhiều tên khác nhau. Ông đã làm rất nhiều chức vụ gắn liền với chữ Donald Trump. Chúng ta đã từng gọi Bác Hồ là nhà thơ, gọi Bác Hồ là nhà chí sĩ cách mạng, gọi Bác Hồ là nhà tư tưởng và đạo đức, gọi Bác Hồ là một thiên tài lãnh đạo, gọi Bác Hồ là lãnh tụ, gọi Bác Hồ là chủ tịch nước. Chúng ta đã gọi Bác Hồ với rất nhiều tên. Tất nhiên là chúng ta sẽ chỉ gọi Bác Giáp là đại tướng thôi, đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng ta sẽ không có một cái tên nào, sẽ không có một cái chức vụ nào khác cho đại tướng cả. Chúng ta sẽ không có một cái chức vụ nào khác cho đại tướng Võ Nguyên Giáp cả. Thì anh sẽ so sánh về cái sự siêu cường của hai con người này khác nhau. Bác Hồ siêu cường hơn Bác Giáp một chút. Tất nhiên là như vậy rồi. Nhưng mà các bạn nhìn đi, trên cuộc đời này sẽ có bao nhiêu người có cơ hội như Bác Giáp làm nên một sự kiện mà thay đổi cả một dòng lịch sử, sẽ có bao nhiêu người. Ta sẽ nhìn thấy ông trong quá khứ của chúng ta như có Vũ Quang Trung, hay là Đinh Bộ Lĩnh, hay là có vua Lê Lợi, tức là họ đã làm nên những cái việc thay đổi dòng lịch sử và chúng ta đã tung hô những người đó, đúng không? Nhưng mà Lộc muốn nói với các bạn, đấy là tư duy của người thành công để lại danh tiếng, không phải tư duy của người thành công để lại sự giàu có. Trước đây Lộc đi học ấy thì cái lối đi vào trường học của Lộc ấy, lối đi vào sân trường ấy, thì nó có một cái dòng chữ đó là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Tức là khi các bạn giỏi một cái nghề nào đó thật sâu sắc, thật là giỏi đấy, thì các bạn sẽ có danh tiếng, sẽ phải có vinh dự. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Nhưng mà các bạn biết là cái loạt bài này Lộc đang chia sẻ sự giàu có, và chỉ có người siêu cường mới trở nên giàu có thôi. Tức là có thể làm được rất nhiều việc và rất giỏi trong tất cả các lĩnh vực, không có lĩnh vực nào thua kém lĩnh vực nào. Đây là sự siêu cường. Các bạn phải chăm chỉ thôi. Tiếng Trung nói được, tiếng Anh nói được, văn phòng làm được, kỹ thuật làm được, giao tiếp làm được, đàm phán làm được, buôn bán làm được, kinh doanh làm được, marketing làm được, sale làm được. Tất cả cái gì bạn có thể làm và ai làm thật giỏi chúng, hãy trở nên siêu cường với nhiều lĩnh vực. Sau này người ta sẽ biết đến bạn với nhiều khía cạnh khác nhau. Và điều đó là điều bình thường. Và đây là cái điều mà Lộc hướng đến với các bạn. Còn nếu các bạn cảm thấy ui, ông ấy nói trở nên siêu cường như thế thì vất vả lắm, mệt mỏi lắm. Cuộc sống này người ta cần phải ăn, phải chơi, tuổi trẻ có bao nhiêu đâu, phải hưởng thụ đã. Rồi mới lại tiền để làm gì, rồi có làm gì. Mà phải trở nên làm siêu cường, vất vả như Bác Hồ để làm gì. Hay là trở nên giàu có như ông Đô là trăm hay tỷ phú thì cũng làm cái gì. Thế là các bạn hãy kết thúc và dừng lại video đây. Bạn đọc sẽ dừng video ở đây. Đây là tư duy của mình thôi. Và các bạn nhớ này, chọn đúng loại hình nghề nghiệp để chăm chỉ, sáng tạo khi làm việc, chăm chỉ và học thật nhiều thứ để trở thành một người siêu cường. Chăm chỉ giúp bạn thành công. Cuối cùng là chăm chỉ sẽ tạo ra sự may mắn. Goodbye.